Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu 3Z Starlink, một con hàng fake của 3Z Bonbit. Nhưng nó được tăng thêm một tí về chỉ số gì gì đấy, quên bà nó cái chỉ số rồi. Vâng, chúng ta sẽ cùng vào chiến nào. Nãy giờ thì bị thua mất 2 hiệp. Ok. A này. Double kill. B này, không có. Vâng, chắc là nhà rồi. Bọn này nó thích đẩy nhà lắm anh em ạ. Tại vì team mình khá là gà. Này thì đẩy nhà với chúng tôi đây. Thích đẩy nhà không bạn ơi? Nhà mình có cái gì đâu mà đẩy kinh thế. Vâng. Lên nóc nhà là bắt con gà. Mà gà không thấy thì nhặt bom đặt đi bạn ơi. Bom đâu rồi? Bom rơi ở nhà. Nhà B. Thế là nhà B có rồi. Rồi chúng ta sẽ đi chậm vào khu vực này để nghe ngóng tình hình thôi. Không nên lao vào làm gì. Chúng ta cứ ở đây và nghe thôi. Các bạn đợi tí cho mình nghe xem nó có cái gì. Vâng, chả nghe được con khỉ gì anh em ạ. Cạn lời, nhưng chúng ta cứ ở đây đi. Tại vì mình nghe tiếng bước chân trong này rồi. Úi dồi ôi, tự nhiên đã thấy mình rồi. Hay lắm, check cửa sổ. Này thì ăn bom đi cưng. Úi dồi ôi, ăn luôn. Chết. Còn một thằng nữa. Mình nghe tiếng nhảy nhảy ở cái khu vực mà cầu thang lên nhà B. Chắc mình sẽ quay lại đây để móc. Đây rồi, đứng đây là chuẩn bài rồi. Lên đi bạn ơi. Ngại ngùng cái gì, lên đi mà check. À mà bom nằm dưới kia. What the hell? Hết giờ rồi, mình phải lên thôi. Rồi, chúng ta sẽ di chuyển chậm chậm rãi. Rồi, thằng kia để vàng ăn luôn rồi, hay quá. Tuyệt vời. Vâng, một trận đấu khá là gay cấn khi mà toàn gà bắn với nhau. Mình cũng gà mà. Cơ bản chả gây những tim thôi. Khó quá. Anh em bắn cứ kia, kiểu bị nó đẩy mà không biết xử lý sao ấy. Rất là khó chơi. Rồi, mic không có ai nữa rồi. Các bạn sợ cái gì vậy? Sao không ra đứng mic nào? Nhà bị đẩy này bạn ơi, đừng có cam ở mic. Hình như là chết sạch rồi, chúng ta sẽ lên trên tháp này xem ở A có không. Nãy thì thấy nó đứng, có đứng ở A nhưng... Hình như mình thấy cái đầu ở A mà. Úi dồi ôi, cái định mệnh nữa đó. Vãi xoài, nó đẩy lên tới nhà rồi anh em không biết đâu ạ. Đùa. Vâng, vẫn win. May đấy. Ok, chết sàng quá nhở. Đáng nhẽ chúng ta súng chết ở dưới thì ok rồi. Tại vì mình thấy cái đầu vừa ló ló ở trên A ấy, thì mình đang xem có thằng nào ở trên A không. Rồi, B không ai đẩy rồi. Lúc nãy đẩy nhiều lắm mà. Bây giờ không ai đẩy. Úi dồi. Úi dồi ôi. Làm gì vậy bạn ơi? Có đi nhầm đường không vậy? Vâng, nhầm đường lạc lối thì nguy hiểm lắm nhá. Chúng ta sẽ tiếp tục vào A. À chứ nhầm vào mic chứ. Cầm 3Z thì cứ đứng mic cho nó chắc. Cửa mic 2. Làm gì có. Ai đâu? Ủa, trống mà. À đây rồi. Ui dồi ôi, nó chạy rồi, tiếc thế. Bằng lên đúng lúc nó đi. B như là clear rồi. Cao A. Ui dồi ôi, cái gì đây? Cái gì đây? Hết hồn. Vâng, bước vào khu vực hẻm B thì hai mông em ý đã chĩa vào mặt mình. Chỉ đợi mình thông thôi. Rất là tuyệt vời. Mình đánh giá cao pha xử lý của các bạn. Vâng, còn 22 tiết. Khá là thắm lọ đây. Cao A snip. Ok. Rồi, tiếng chân trong hồi sinh. Flash nè. Ok. Yo. What? What the hell? What? Ơ kìa. Quả đấy mình flash rồi.
Trời ơi, mình đi vào đây rồi, nó bắn ở phía kia, mình chết ạ. Ảo vậy trời. Ôi chắc là mạng mình bị lag. Vâng, nó bắn, nó táp từ phía trước cơ. Rồi, đây rồi. Đây rồi, ui dồi ôi, lại với lại 11 HP thế này. Nãy thì 22, bây giờ thì 11. Chết. Không được rồi, vậy... Ui dồi ôi, quả kia mà đem ra vẫy một phát nữa thôi là ăn được rồi. Tiếc thế. Không sao, mình nghĩ thằng A nó cũng yếu rồi. Tại vì nó đẩy ra để vào thì đồng đội mình nó sấy cũng khá là kinh. Úi dồi, thằng kia nó lao ra luôn. Vứt bà nó bom đi. 11 tiết thì không nên làm trò trống gì đâu. Chúng ta cứ... Ui thót tìm. Bét nấp là đây. Trên đầu. Gãy rồi. Gãy rồi. B có không? 11 tiết đi đâu cũng sợ anh em ạ. Quả thằng kia nó nấp trong đây hết cả hồn. May mà nó xấy một băng không trúng mình viên nào ấy. Chỉ cần trúng một viên thôi. Đau lắm. Rồi. Úi dồi, lại vào mic nữa bạn ơi. Khó quá. Vâng, cuộc tình dù đúng dù sai nhưng mic hơi bị khó chơi đấy bạn ạ. Úi dồi. Đâu? What the hell? Thằng này vẫy ốp kiểu gì vậy trời? Vâng, vẫy hai phát trúng cả hai. Chất. Vẫy thế thì bá rồi. Úi dồi, thua. Vâng, ốp mà vẫy kiểu thế thì nhất rồi. Ai mà đú được. Phải bảo vệ hắn, vâng, hắn tự bảo vệ cho hắn chứ ai bảo vệ cho hắn được. Quá là xàm đi. Bom lên, bom trên người của thằng này và nó chát lên là phải bảo vệ hắn. Vâng, hắn chết bà rồi. Úi dồi ôi, tội hắn quá. Chết lộ cả quần slip. Khổ thân. Vâng, bọn kia nó cũng thú tín thật. Hiếp em như thế. Ui dồi ôi, số mình đen thế hả rồi. Vâng, cứ tưởng là nó không ra, bỏ cái tâm đi thì nó lại lòi ra ngay trước tâm luôn. Khổ. Đây rồi, thằng nào đây? Ui dồi ôi, slip thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Ui dồi ôi. Slip ra đây mà vẫy với ai? Vâng, vẫy bằng mắt ha. Rồi. Ở B có rồi. Không nghe tiếng chân. À đây rồi. Không nghe mà vẫn lòi ra này. Này đi, lòi này, lòi ra này. Ui dồi ôi, 1v2. Khổ thế. Đây rồi. Ui dồi ôi, yếu rồi. Này thì chạy đi đâu rồi con lợn này. Ok, chúng ta sẽ vào gài bom thôi. Ui, ui dồi ôi. Chạy. Bét chạy của năm. Quỷ. Bà sợ quá hiểu không? Sợ quá cầm nguyên cây 3Z à, nguyên cây ốp chạy luôn. Vâng, ai bảo vẫy chất làm cái gì? Vẫy mà đục thùng, ốp mà đục thùng kiểu thế thì thôi chứ ai chơi. Vâng, vẫy hay đấy. Bọn này vẫy rùa thôi, hay cái đếch gì. Vẫy rùa tự dưng ăn được. Còn cầm ốp mà chạy như thế kia thì thôi rồi. Còn mình biết bạn gãy rồi. Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục nào. Đồng đội mình đã đẩy lên B hết rồi. Chúng ta sẽ đẩy mic nào. Đâu ra vậy? Thôi nghỉ game. Cái định mệnh đó nữa. Bét đồng đội. Vâng, đồng đội đã qua hết bên nhà team bạn rồi. Bên mình thì lại có người. Hay thế. Vâng. Chắc nó đi từ hẻm A hay là đi mic ta. Chắc là đi mic vào. Rồi xong. Mình bị thằng đi mic nó gạt chết. Ui dồi ôi, thằng kia nó xoáy thằng 1. Chắc là thua rồi.
Thằng kia bắn khá là tốt rồi, cân 2 luôn rồi. Vâng, chết, thằng này còn 42 tiết thì thôi thua ha. Giờ mình sẽ nghỉ clip tại đây thôi. Kết quả chắc chắn là sẽ thua. Vâng, team mình thực sự 3v1 mà lại không ăn được, rất là khổ. Ủa rồi, thằng kia cũng chát lên luôn kìa, 3 thua 1 nhục. Ai cũng biết như thế mà, tự dưng 3 lại bắn thua 1, nhục thế.